hôm nay nấu món gì vậy anh? Bún riêu bắp giò heo. Có bắp giò. Chưa. Bự ơi là bự. Ừ. Ở trên cái gì vậy Đức Ngọc? Mà anh Nhân, giá trị của mình là do mình định đoạt. Em định đoạt, em là người thành công cho nên không phải là ô xin của cái nhà này. Là sao? Không hiểu. Anh nói em lấy cho anh cái dĩa bỏ cái này vô. Thì em đâu phải là ô xin cho nên anh tự tự lấy dĩa đi. Trời đất ơi. Rồi lấy cái kéo cho anh cắt ớt nè. Cái kéo ở bên cái tủ đó, anh đi lấy đi. Bất ơi. Bất ơi. Kỳ á. Cà chua để bỏ vào này đúng không anh? Để sao? Cái này là cà chua vào. Lấy muỗng khuấy lên đúng không anh? Lấy muỗng đi. Anh lấy muỗng đi, anh khuấy lên đi. Rồi coi. Nhỏ này nên nó ngộ ta. Anh em nghĩ là nên vặn lửa cho nó lớn chút xíu. Ủa sao không làm mà kêu anh làm vậy? Bữa nay mệt phải không? Giá trị của mình là do mình định đoạt. Em là người thành công, không phải là ô xin. Khoái khoái lên. Em bỏ cho nó nấu. Cho nó vào. Cho nó lên cái riêu á. Cho anh tí muối vô. Bộ đi về quê là thay đổi gì mà dữ vậy không biết nữa. Em thấy em cũng bình thường, có gì thay đổi đâu. Vì sao lại phải bóp cái này anh? Để mình cho vào trong cái phần riêu cua này nè. Nó sẽ nổi lên trên. Khói nhẹ nhẹ thôi. Được rồi, vậy là được rồi, anh làm tiếp đi. Vì sao mình không để trong đó mình phải bóp ra? Để lát nữa em nấu nó sẽ bị nát hết. Riêu thì để lên mặt mà. Tôm này làm cái gì anh? Rửa tôm khô đi. Để em rửa cho. Đó, vậy có phải không? Này để anh làm cái phần chả. Là thịt heo xay. Cho 2 quả trứng vịt với khoảng 200g thịt xay. Rửa ra. Trộn đều với nhau. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Tiêu nè. Biết luôn, nếu không đặt. Rồi trộn lên giùm anh coi. Để anh làm chuyện khác. Năn nỉ đó, lẹ đi. Anh năn nỉ lắm á thì em mới làm giúp đó. Ướp một cái giò heo thì mình cho khoảng 1 muỗng rưỡi hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, nước mắm, nửa muỗng đậu hành băm. Wow. Và để cho nó thấm. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh không đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Mình cho hành, tỏi nè, mọi thứ 1 muỗng, đậu hành nữa. Ủa anh, mình không có cho gia vị vào? Nó mình đảo không chứ, cho nó lên màu. Rồi, cà chua được rồi nè. Nước thì rất là ngọt. Và nó có màu đẹp. Wow. Anh mình để nguyên cái giò như vậy, nó có chín đều không? Chín chứ. Trời ơi, cái giò bây giờ nó teo rồi, có chút xíu kìa. Ừ. Cái này nó giống như cái món gì Tết ăn á. Giò thủ đâu mà phải. À, giò thủ á. Nhìn nó giống y chang vậy luôn. Mình cho cái màu cà tôm vô nè. Mình có nên cho nước mắm vào không anh? Nước mắm lát nữa em phải bỏ sâu chứ không nó sẽ bị chua. Muối. Chút xíu đường. Cho cái riêu vô. Em gọi mọi người xuống dùng đi. Anh Nhân ơi, giá trị thôi, của thôi anh biết rồi, để anh gọi cho. Để anh đi lên anh gọi cho anh nghe chưa. Ngon quá à. Anh Nhân ơi thơm quá. Em nấu với Nhân mà sao không ngon được. Nước tới rồi đây. Có làm gì đâu. Chết nước lèo đi anh Nhân ơi. Ăn hết đi anh, còn ai nữa đâu mà. Ủa Thanh đâu? Đem gọi cho Thanh nha. Gọi. Thanh gọi em luôn rồi nè. Linh ơi là Linh luôn á trời. Anh Phong, mang đồ ăn lên phòng cho em nha. Em muốn gì ăn gì live stream với fan, không muốn ăn với bếp đâu. Để em múc cho Thanh rồi đem lên phòng của Thanh luôn nha. Quy tắc của căn nhà này là chúng ta sẽ ở chung một nhà với nhau. Rồi chúng ta ăn cùng nhau, rửa chén cùng nhau, ngủ cùng nhau và tắm cùng với nhau nha. Ủa lộn. Ý chị Nhi á là cùng giới đó anh Phong. Ừ, nếu anh Phong mà mang thức ăn lên cho chị Thanh á thì có nghĩa là anh Phong đã phá vỡ cái quy tắc của nhà tụi em. Ăn thôi nha. Ai gọi nữa ta? Điện thoại luôn đi bả chứ ai nữa. Trời đánh tránh bữa ăn. Ai gọi anh nữa kìa? Bả chứ ai, ăn cũng yên nữa. Thôi đang ăn thì mình không nên dùng điện thoại nhiều. Anh cứ ăn đi, thoải mái đi nào. Cùng ly cái đi.
1, 2, 3 Vô. Cả nhà ơi, nhớ subscribe chương trình Mỹ Nhân Vào Bếp nha, vì trên đó là có rất là nhiều các món ăn của Nhân trình bày đó nha, mọi người nhớ nha.